sang, xịn, mịn. Cô gái hướng dẫn chị em cách biến hóa thành tỷ tỷ Trung Hoa và bài biến hóa xuất sắc khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng. Không biết là có chị em nào ở đây sáng nào thức dậy cũng phân vân nghĩ xem hôm nay mình mặc gì ra đường, phải lên đồ ra sao trong các cuộc hẹn, rồi mất 7-7-9 thì giờ chọn mãi mới được bộ outfit ứng cái bụng. Đặc biệt, trên TikTok dạo này đang hot trào lưu phối đồ theo style của các tỷ tỷ Trung Hoa khiến chị em nào cũng suýt xoa mà muốn thử. Thế thì phải xem ngay video của cô gái này rồi. Đảm bảo khi chị em lên đồ cái là bao ánh mắt si tình ngay. Ở bên Trung Quốc ý, người ta hay mặc áo phao ghi lê như thế này này. Nhìn nó mới sang chảnh, đừng mặc quần này, mà mặc quần này này. Thì chân nó mới dài được. Thế nhá, múc. Mời đẹp! Mời đẹp! Đấy đấy, con đã con mắt không cơ chứ? Nhìn chị phối đồ mà cứ gọi là M-E-M-E chữ E kéo dài. Thần thái đỉnh của chóp chẳng khác gì các tỷ tỷ Trung Hoa. Các chị em xem xong nhớ bó cẩn lưu ngay lại video để dễ dàng hơn trong việc biến hóa đa dạng style cho mình nhá. Chia sẻ cảm nghĩ ngay dưới phần bình luận về màn biến hóa của cô gái trong đoạn video cho TV Trend được biết với nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Trends. Nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé.